đồng yên Nhật kẹt sát mức đáy của 3 thập kỷ, bao giờ tăng giá trở lại? Đồng tiền của Nhật Bản vẫn đang chìm trong xu hướng mất giá kéo dài. Hiện tỷ giá đồng yên Nhật Bản so với đồng đô la Mỹ đang kẹt ở gần mức thấp nhất 3 thập kỷ. Có vẻ như chưa tìm thấy đáy trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, BOJ, duy trì chính sách tiền tệ siêu nới lỏng, trái ngược với triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn của các nền kinh tế phương Tây. Khảo sát mới nhất ngày 14 tháng 11 năm 2023 tại thị trường châu Á, tỷ giá đồng yên có thời điểm ở mức 151,72 yên đổi 1 đô la Mỹ, gần mức đáy của một năm là 151,92 yên đổi 1 đô la Mỹ thiết lập vào ngày thứ Hai. Nếu đồng yên giảm dưới mức đáy của năm ngoái là 151,94 yên đổi 1 đô la Mỹ, đó sẽ là một đáy mới của đồng tiền này trong vòng 33 năm trở lại đây. Tỷ giá đồng yên so với đồng euro cũng đang ở mức thấp nhất 15 năm, còn tỷ giá yên so với đồng bảng Anh đang thấp nhất 3 tháng. Đồng yên Nhật gần đây cũng có lúc tăng giá mạnh chớp nhoáng so với đô la Mỹ, lên mức 151,21 yên đổi 1 đô la Mỹ. Nhưng giới phân tích cho rằng đó là do một lượng lớn hợp đồng quyền chọn hết hạn trong tuần này, thay vì một động thái can thiệp nào đó từ nhà chức trách Nhật Bản. Theo các chuyên gia, đồng tiền của Nhật Bản liên tục mất giá, mà nguyên nhân chính là khoảng cách lãi suất duy trì rộng giữa Nhật Bản và Mỹ. Cuối tháng 10 vừa qua, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản một lần nữa nới lỏng chính sách kiểm soát đường cong lợi suất ICC nhưng vẫn duy trì lãi suất âm, một quyết định gây thất vọng cho các nhà giao dịch vốn kỳ vọng BOJ có sự dịch chuyển mạnh mẽ hơn để tạo ra một chất xúc tác cho đồng yên hồi phục. Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, vẫn để ngỏ khả năng tăng thêm lãi suất dù lãi suất quỹ liên bang đang cao nhất 22 năm, đồng thời chủ trương giữ lãi suất cao hơn lâu hơn. Xu hướng mất giá của đồng yên đã đẩy tốc độ lạm phát hàng năm ở Nhật Bản vượt ngưỡng mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương BOJ suốt từ tháng 4 năm ngoái. Lạm phát tăng gây áp lực đòi hỏi BOJ phải đưa chính sách tiền tệ từ trạng thái siêu lỏng lẻo trở lại trạng thái bình thường. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản chỉ rón rén điều chỉnh nhẹ ICC 2 lần từ tháng 7 tới nay và phát tín hiệu thiếu rõ ràng về kết thúc lãi suất âm. Những động thái ít ỏi này không đủ sức hỗ trợ tỷ giá đồng yên trước sự cứng rắn của Fed và các ngân hàng trung ương lớn khác như Ngân hàng Trung ương châu Âu, ECB hay Ngân hàng Trung ương Anh. Bao giờ đồng yên Nhật có thể hồi phục? Trong bối cảnh thiếu vắng sự can thiệp trực tiếp vào thị trường ngoại hối, giới đầu tư và chuyên gia cho rằng cần phải có sự dịch chuyển quan trọng về chính sách tiền tệ, đồng nghĩa sự thu hẹp chênh lệch lợi suất trái phiếu chính phủ giữa Mỹ và Nhật Bản đà trượt giá của yên mới có thể được hãm lại. Để sự phục hồi của đồng yên Nhật diễn ra, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, cần dịch chuyển sang một lập trường mềm mỏng hơn, chiến lược gia Anindya Misra của BNI Mellon Investment Management nhận định. Số liệu từ Bộ Tài chính Nhật Bản cho thấy cơ quan này không hề can thiệp vào thị trường tiền tệ trong tháng 10 vừa qua. Đây được coi là một bằng chứng nữa cho thấy Nhật Bản hiện không có phương pháp tiếp cận chính thức mới nào để vực dậy đồng yên, nên các nhà giao dịch nhận thấy rõ cơ hội để xây dựng trạng thái bán khống đồng yên. Giờ đây, diễn biến tỷ giá giữa đô la Mỹ và yên sẽ không phụ thuộc nhiều vào các sự kiện ở Nhật Bản bằng tình hình kinh tế vĩ mô ở Mỹ. Một số nhà đầu tư nói rằng tình trạng mất giá của yên rốt cục có thể đến lúc buộc BOJ thắt chặt chính sách tiền tệ quyết liệt, đúng vào lúc mà Fed bắt đầu chuyển sang nới lỏng. Một sự dịch chuyển như vậy sẽ đưa đồng yên phục hồi mạnh, nhưng chưa rõ đến khi nào mới có sự dịch chuyển đó. Theo tờ Thời báo phố Wall, liên quan tới sự biến động của đồng yên Nhật, một trong những câu hỏi quan trọng nhất mà các nhà giao dịch tiền tệ tự hỏi mỗi ngày, lãi suất sẽ đi về đâu? Đây cũng là yếu tố then chốt để họ dự đoán là đồng yên sẽ tăng hay giảm từ giờ đến cuối năm. Một chiến lược gia tiền tệ tại Rizona Bank dự báo lãi suất âm sẽ chấm dứt trong quý 1 năm 2024. Bên cạnh đó, đồng đô la Mỹ cũng đã có động thái sụt giảm vào đầu phiên giao dịch tại châu Âu hôm thứ Hai, rút lui khỏi mức cao nhất trong 6 tháng. Tuy nhiên, với việc lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ vẫn trên 4%, chuyên gia này cho rằng xu hướng của đồng yên sẽ rất khó đảo ngược nếu chỉ dựa vào những đồn đoán về chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Nếu nhìn vào xu hướng chung, kể từ đầu năm 2021 đến nay, tỷ giá đồng yên liên tục sụt giảm khi so sánh với đồng đô la Mỹ, thậm chí có lúc mất tới hơn 30% giá trị. Vì thế, theo trang Yahoo Finance nhận định, trừ khi có những thay đổi chính sách rõ rệt từ phía Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, đồng yên vẫn khó mà lội ngược dòng trong năm nay.